Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Trong chương trình hôm nay, Nhiên sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn một cái máy bơm rửa xe mẫu thương hiệu của Nhật, thương hiệu Rakuten, thì thương hiệu và công nghệ của Nhật Bản nhưng đang được lắp ráp tại Trung Quốc. Một con máy cực kỳ mạnh, 2300W, nhưng cái sự tiện ích nó đem lại cho chúng ta là cực kỳ tiện ích luôn. Thì con máy này với công suất là 2300W, dòng điện là chắc chắn là 220, và cái độ mạnh của nó là 120W, và cái nước tiêu thụ của nó các anh chị là 1 phút 8 lít 1 phút ha. Một con máy cực kỳ đẹp, vỏ nhựa bên ngoài bao bọc để chống chống giật ha, an toàn tuyệt đối ha. Đây, công suất 2003 ha. Và con máy này đang được sản xuất tại Trung Quốc, bảo hành 6 tháng chính hãng Rakuten, một thương hiệu của Nhật Bản rất nổi tiếng ha. Thì con máy này được bán tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên chỉ với mức giá 1.700.000 như các anh chị nha. Thì bây giờ Nhiên sẽ khui con máy này ra cho chúng ta xem. Khi máy nó theo thì nó tặng chúng ta đầu tiên là một cái súng, là súng có điều chỉnh ha các anh chị ha. Cái súng này cực kỳ là tốt luôn. Một cái dây này là dây bố, dây loại tốt, thì dây này nó xài là 8 mét nha các anh chị nha. Nó tặng cho chúng ta một cái dây đi theo là một cái dây hút nước và một cái bình bọt tiết, chúng ta đổ xà bông vô để rửa ha. Chút xíu Nhiên sẽ test cho các anh chị xem. Nó tặng một cái cây này, các anh chị thấy cái cây này là để dùng nó thông lỗ trên súng ha, thông khi nghẹt gác. Các anh chị có thể mở trên đầu này ra để các anh chị thông ha. Đây, các anh chị khi nào mà các anh chị có thể mở trên này và thông trên đầu này cho nó thông ha. Rồi, sách hướng dẫn. Và bây giờ Nhiên sẽ khui con máy của chúng ta. Cái này là cái lượt gác nha các anh chị, cái găng vô của nó và để lượt gác luôn. Đây, wow, con máy. Rất là chắc chắn, rất đẹp, rất chắc chắn. Một thương hiệu Rakuten, các anh chị thấy không? Trên này nó để Made in China. Đó, những cái hàng xịn chính hãng là lúc nào nó cũng có toàn một cái tem nhãn phụ này các anh chị, Made in China ha. Đó, technology, công nghệ của Nhật Bản ha. Công nghệ và thương hiệu của Nhật Bản. Thì ở phía sau này các anh chị thấy không, nó làm cho chúng ta một cái dòng này để chúng ta khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta quấn dây vào ha. Chúng ta quấn dây vào để nó không có bừa bộn cái dây ha. Nó làm rất là thiết kế, rất cực kỳ tinh tế luôn. Đó, con máy này mới tinh, công nghệ 2019 mới hoàn toàn. Đó, nếu các anh chị xài xong quấn dây vô ha. Một con máy đó rất đẹp. Ở đây là nút gờ le để nó bảo vệ quá nhiệt ha các anh chị ha. Thì các anh chị thấy nút này nó nhảy ra, tức là nó quá nhiệt, thì chúng ta nó phải đợi cho chúng ta nguội rồi chúng ta mới xài tiếp ha. Thì ở đây là công tắc tắt mở nguồn ha, công tắc tắt mở nguồn. Ở đầu bên trái các anh chị nè, từ xe sau nhìn tới bên phía tay trái là đầu nước ra ha. Còn ở bên này, bên đầu bên này là đầu nước vô. Thì đầu nước vô thì các anh chị dặn cái găng này vào. Trong này nó có cái lượt gác ha. Lâu ngày nó sẽ bít cái lượt gác đây, thì các anh chị thấy nó yếu lại thì các anh chị phải rửa cái lượt gác này. Đó, cái này các anh chị đây, các anh chị dặn vào ha. Còn cái dây này là dây hút đây, các anh chị nhét vào. Đó, nó làm sẵn chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Đầu này chúng ta vào Romine ha. Còn tiếp tới nữa là dây bên này là dây súng ha, dây bên này là dây súng. Đó, dây súng. Thì ở đây chúng ta có thể gắn súng trên đầu ha. Đó, thì sản phẩm được bảo hành 6 tháng, một thương hiệu hàng chính hãng Rakuten, phiếu bảo hành đầy đủ các anh chị ha, các điều kiện bảo hành trên này. Rakuten là một cái hãng rất là lớn, hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành đầy đủ, bảo hành 6 tháng trên toàn quốc. Đó, một con máy này để Nhiên test thử cho các anh chị nghe thử coi nó chạy êm hay không, sau đó chúng ta sẽ đi test nước ha. Các anh chị nghe không, nó chạy rất êm ha, 2300W nhưng mà nó chạy rất là êm luôn. Chạy không tải rất êm, các anh chị thấy một cái thiết kế nó ở đầu rồi nó bao bọc lại hết để nó chống khi chúng ta máy nó chạy lâu gì đó nó có sinh nhiệt thì chúng ta không có đụng vào, không có bị phỏng gì hết ha. Rất là hay, thiết kế tinh tế, bao phủ bên ngoài hết luôn. Rất là tuyệt vời, một con máy quá ơi là đẹp. Thì con máy này được bán tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên, nên Nhiên nói đó, 1.700.000. Các anh chị có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp. Còn muốn các anh chị muốn đón nhận những video mới từ Máy Xây Dựng Hồng Nhiên thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Máy Xây Dựng Hồng Nhiên ha. Và bây giờ Nhiên sẽ cùng các anh chị test thử con máy này thực tế xem như thế nào nha. Bây giờ sau khi đấu nước vào ha, anh chị đấu nước vào đầu vào ha. Rồi cái bình này thì chúng ta lấy xà bông chúng ta bỏ vô ha. Bỏ xà bông vô để xịt bọt tiếp. Rồi chúng ta nhấn công tắc bắt điện vô, chúng ta nhấn công tắc ha.
Rồi ok, test thử. Đây các anh chị xem cái độ mạnh của nó như thế nào nha. Đó, cực kỳ là mạnh. Chỉnh phun nè các anh chị, chỉnh trên đầu ha. Đó, chỉnh phun rửa xe hay là rửa bọt tiết gì đều được ha. Cực kỳ mạnh, xịt đây là chốc xi măng. Đó, anh chị thấy xịt là xi măng là gông ghiêu gì nó chốc hết. Đó, ngoài đường ha. Đó, rồi thử bình bọt tiết coi. Có bình bọt tiết thì tiện lợi nha. Rất sạch ha. Rồi ok. Rồi chưa, rồi các chị thấy không, còn một con máy với 1.700.000 thôi, một thương hiệu Nhật 2.300W, nhưng mà nó làm việc cực kỳ mạnh, cực kỳ hiệu quả. Các anh chị thấy nó cắt đứt một cái đường luôn, các anh chị thấy không, tức là độ mạnh của nó xịt bê tông là muốn lủng luôn dưới mặt đường ha. Nó độ mạnh nó cực kỳ mạnh. Thì các anh chị có nhu cầu về sản phẩm cứ alo trực tiếp cho máy xây dựng Hồng Viên ha. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video này, và bây giờ những xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video sau nhé. Xin chào các anh chị.